Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 16 tháng 6 năm 1963, Valentina Tereshkova trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ trong khuôn khổ chương trình Vostok của Liên Xô. Tuy nhiên, mãi 20 năm sau, năm 1983, đối thủ của Liên Xô là Mỹ mới có người nữ phi hành gia đầu tiên là Sally Ride. Bỏ qua chuyện tư tưởng chính trị của Liên Xô có thể đã ảnh hưởng tới việc đưa người phụ nữ đầu tiên vào không gian như thế nào, có lẽ một số người sẽ tự hỏi tại sao Mỹ đưa phi hành gia nữ của riêng mình ra ngoài không gian muộn như thế. Câu chuyện của các nữ phi hành gia tập sự sẽ làm hé lộ một góc khuất của chương trình thám hiểm không gian của Mỹ ở thập niên 1960 mà ít người biết đến. Cuối thập niên 50, đầu thập niên 60, cuộc chạy đua vào không gian của Mỹ và Liên Xô đã chuyển hướng từ phóng một vật thể nhân tạo sang phóng một con người ra ngoài vũ trụ. Dự án Mercury của NASA được thành lập vào năm 1958 với mục tiêu như vậy, và khâu tuyển chọn phi hành gia của dự án này đòi hỏi các ứng cử viên phi hành gia phải thực hiện rất nhiều bài kiểm tra năng lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Một khi các ứng cử viên đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra này, họ sẽ được loại dần dựa trên một số tiêu chí nhất định. Ba tiêu chí đáng nhắc tới của dự án này là: thứ nhất, có kinh nghiệm hàng không tối thiểu là 1.500 giờ bay. Thứ hai, đã tốt nghiệp trường phi công lái máy bay thử của quân đội. Thứ ba, có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật, phải có được ít nhất bằng cử nhân ngành kỹ thuật. Ba tiêu chí này đã nghiễm nhiên loại bỏ phụ nữ từ vòng tuyển lựa. Bởi đến tận năm 1962, một năm sau khi Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ, các trường huấn luyện của Không quân Hoa Kỳ vẫn không chấp nhận phi công nữ, tức chỉ cần là phụ nữ thì không thể thỏa mãn được tiêu chí thứ hai. NASA cuối cùng đã lựa chọn 7 người đàn ông da trắng cho dự án Mercury. Tuy nhiên, các nhà khoa học trong nội bộ NASA vẫn khá do dự về các tiêu chí nói trên, vì lúc đó chưa có ai bay vào vũ trụ. Nhỡ đâu các tiêu chí này lại vô tình loại đi hằng hà sa số những người có đủ điều kiện thể chất và tinh thần để bay vào vũ trụ. Một nhà khoa học có vai vế trong khâu tuyển chọn các phi hành gia vào chương trình Mercury tên là William Randolph Lovelace II đã quyết định bỏ tiền túi của mình để thiết lập một chương trình riêng lựa chọn các nữ phi hành gia từ các nữ phi công. Theo quan điểm của Lovelace, phụ nữ nhỏ người hơn đàn ông, nghĩa là họ có thể ngồi vừa được các tàu bay nhỏ và nhẹ hơn, dễ bay vào vũ trụ hơn. Và với vai trò của mình ở dự án Mercury, ông có thể cho các ứng cử viên nữ làm các bài kiểm tra năng lực tại cùng các cơ sở nghiên cứu, giống như với các ứng cử viên nam được NASA chính thức tuyển chọn. Sau quá trình tuyển chọn dài gần một năm, đến mùa hè năm 1961, 2 tháng sau khi Gagarin bay vào vũ trụ, chương trình của Lovelace đã tuyển chọn được 13 người phụ nữ. Hầu hết những người phụ nữ này không quen biết và không gặp mặt nhau một lần nào trong suốt thời gian của chương trình này, bởi họ được lựa chọn một cách riêng biệt từ khắp nước Mỹ. Tất cả 13 người phụ nữ này đã có kết quả xuất sắc trong giai đoạn 1 của dự án, trong đó bao gồm các bài kiểm tra về thể chất có sử dụng tia X, sốc điện. Trong một bài kiểm tra, các nhà khoa học bắn nước đá vào trong tai của những người phụ nữ này để gây choáng và bấm giờ xem những người phụ nữ này cần bao nhiêu thời gian để hết choáng váng. Có nhiều bài kiểm tra thể chất và tinh thần khác xâm phạm đến quyền riêng tư của những ứng cử viên này. Nhưng cuối cùng, vẫn có đến 13 người lọt vào vòng tròng, trong đó phải kể đến Myrtle Kaiko, sinh năm 1925, mất năm 2019, phi công huấn luyện bay của Không quân Hoa Kỳ với hơn 4.300 giờ bay. Janet Dittrich, sinh năm 1926, mất năm 2008, phi công trưởng của công ty Cessna, lấy bằng chứng nhận phi công năm 16 tuổi, giành giải nhì trong giải bay xuyên lục địa dành cho phi công nữ năm 1954. Marian Dittrich, sinh năm 1926, mất năm 1974, em gái sinh đôi của Janet Dittrich, lấy bằng chứng nhận phi công năm 16 tuổi, cũng giành giải nhì trong giải bay xuyên lục địa dành cho phi công nữ năm 1954. Jean Hickson, sinh năm 1922, mất năm 1984, phi công bay thử nghiệm của Không quân Hoa Kỳ và cũng là phi công nữ thứ hai bay vượt vận tốc âm thanh. Jane Hart, sinh năm 1921, mất năm 2015, nhà hoạt động nữ quyền, lấy bằng phi công nữ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sherry Cobb, sinh năm 1931, mất năm 2019, phi công có kinh nghiệm, đã phá 3 kỷ lục thế giới về hàng không từ năm 1959 đến năm 1960, đã lái 64 loại máy bay khác nhau và có hơn 10.000 giờ bay.
Ban đầu chương trình này nhận được sự ủng hộ của Jackie Cochran, một trong những nữ phi công nổi tiếng nhất thời bấy giờ và cũng là phi công nữ đầu tiên bay vượt vận tốc âm thanh. Cochran không những đứng ra hỗ trợ về tài chính cho chương trình tuyển chọn của lớp lầy mà còn trực tiếp đưa ra các lời khuyên và huấn luyện 13 người phụ nữ nói trên. 13 người phụ nữ này cũng như là chương trình của lớp lầy nhận được sự chú ý đáng kể từ cánh báo chí và được gọi một cách không chính thức là Mercury 13, đối lập với cái tên Mercury 7 được NASA đặt cho nhóm 7 nam phi hành gia. Ngoài ra, nhiều người trong số 13 người phụ nữ này còn từng làm việc với NASA. Chẳng hạn vào tháng 5 năm 1961, Cherikov được bổ nhiệm làm cố vấn cho chương trình thám hiểm không gian của NASA. Tuy nhiên, do chương trình này của lớp lầy mang tính tư nhân, NASA không thực sự coi những người phụ nữ này là các ứng cử viên chính thức. Sau khi đã trải qua giai đoạn kiểm tra thứ nhất, 13 người phụ nữ được Cherikov gọi là các nữ phi hành gia tập sự phải tới căn cứ hải quân Pensacola tại Florida để bước sang giai đoạn kiểm tra thứ hai. Riêng Cherikov vì là người quen của lớp lầy đã có cơ hội kiểm tra sớm và bước sang giai đoạn thứ 3, song bà vẫn tới Pensacola để kiểm tra lại một lần nữa trong khuôn khổ của chương trình chính thức. Trong số 12 người phụ nữ còn lại, 2 người đã nghỉ việc để tới Pensacola theo đuổi ước mơ phi hành gia. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn trước khi các bài kiểm tra mới bắt đầu, họ nhận được tin báo rằng toàn bộ chương trình đã bị hủy do thiếu kinh phí và do các đại diện của NASA đã từ chối không cho chương trình của lớp lầy sử dụng căn cứ quân sự tại Pensacola. Cảm thấy bất công và tin rằng có sự kỳ thị giới tính đằng sau chuyện này, Cherikov lập tức bay tới thủ đô Washington và tìm mọi cách để trình bày vụ việc với Quốc hội Hoa Kỳ. Mãi một năm sau, vào ngày 17 và ngày 18 tháng 7 năm 1962, dân biểu Victor Anfuso của Hạ viện Hoa Kỳ chính thức mở phiên điều trần đầu tiên về chương trình của lớp lầy. Tham gia chương trình có Cherikov và trên hát đại diện cho các nữ phi hành gia tập sự, còn đại diện cho NASA là George Lowe và hai nam phi hành gia là Scott Carpenter và John Glenn, hai trong 7 ứng cử viên chính thức của chương trình Mercury. Trong khi Cherikov và trên hát ra sức nêu lên các lợi ích của chương trình của lớp lầy đối với nhân loại nói chung và phái nữ nói riêng, Carpenter và Glenn phản bác bằng cách dẫn lại các tiêu chí đã nêu trên, rồi từ đó lập luận rằng những người phụ nữ này không đáp ứng đủ các tiêu chí chính thức, họ không thể được nhận vào làm các ứng cử viên chính thức của dự án Mercury. Theo John Glenn, việc phụ nữ không ở trong ngành này là do trật tự xã hội. Jackie Cochran, người từng ủng hộ và đóng góp rất nhiều cho dự án của lớp lầy, giờ đây đến phiên điều trần lại thay đổi quan điểm hoàn toàn. Bà cho rằng việc tập trung vào phụ nữ thay vì đàn ông có thể sẽ làm chương trình đi lạc hướng và gây tổn hại đến tiến trình của cuộc chạy đua vào không gian. Bà cũng cho rằng sau tất cả các khâu tuyển chọn, cuối cùng cũng sẽ chỉ còn lèo tèo vài người và rất nhiều người sẽ bỏ dở để đi lấy chồng, sinh con đẻ cái. Tất cả những người ở phe đối lập với Cherikov và trên hát đều đồng ý rằng có thể sẽ có ngày phụ nữ được bay vào không gian. Nhưng thời buổi đang cấp bách, phụ nữ cứ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, hội đồng của dân biểu Victor Anfuso đồng ý với phe đối lập và không một người phụ nữ nào trong số 13 người nói trên được dự án Mercury chọn, ngay cả khi kết quả kiểm tra năng lực của họ ngang hàng, hay như trong trường hợp của Cherikov hơn cả những ứng cử viên nam chính thức. Sau này, các nhà sử học và nhà nghiên cứu nói chung tìm hiểu các sự kiện xoay quanh chương trình của lớp lầy và tìm được những điều khá bất ngờ. Tất cả 13 người phụ nữ trong nhóm nữ phi hành gia tập sự đều có kinh nghiệm bay hơn hẳn so với những ứng cử viên nam giới như John Glenn hay Scott Carpenter. Hơn nữa, mặc dù nhiều người không lái máy bay chiến đấu, bao gồm cả Cherikov, giờ bay của họ nhiều hơn gấp bội so với Glenn và Carpenter. Không những thế, kể cả 7 ứng cử viên chính thức của dự án Mercury cũng không hề đáp ứng hoàn toàn mọi tiêu chí đã được NASA đề ra. John Glenn thậm chí còn không có bằng tốt nghiệp môn kỹ thuật và mãi sau này, sau khi đã bay vào vũ trụ thì ông mới được cấp bằng danh dự. Về sự đổi trắng thay đen của Jackie Cochran, khi xem xét lại các bức thư tay mà Cochran gửi tới lớp lầy và Cop đã cho thấy rằng, cho dù bà là một người phụ nữ đi tiên phong trong ngành hàng không và là nguồn cảm hứng của bao nhiêu phụ nữ khác, bà đã tỏ ra bất an khi 13 người phụ nữ kia có thể khiến mình mất đi vị trí người phụ nữ tiêu biểu nhất của ngành hàng không.
Ngoài ra, Jackie Cochrane cũng đã chịu ảnh hưởng bởi các vai trò giới và định kiến giới thời bấy giờ và thực sự tin rằng những người phụ nữ muốn làm phi hành gia nên nhận thức được vị trí của mình trong xã hội và nhận thức được công lao mở đường của Cochrane. Hầu hết những người được lựa chọn vào chương trình của Lovelace sau này không tiếp tục sự nghiệp phi công hoặc chỉ làm phi công dân sự. Vào năm 1963, sau khi Valentina Tereshkova của Liên Xô trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, công chúng Mỹ chỉ trích NASA và các nhà hoạt động nữ quyền đã tìm mọi cách để NASA chấp nhận một người phụ nữ vào chương trình vũ trụ của mình. Bản thân Tereshkova, một người không hề có kinh nghiệm làm phi công hay nhà khoa học, còn coi Cherikov là nguồn cảm hứng và từng trả lời phỏng vấn rằng cái cách mà các nhà lãnh đạo Mỹ biến cô ấy trở thành một trò hề thật đáng buồn. Họ đi đâu cũng hô hào về nền dân chủ của mình và đồng thời lại tuyên bố rằng họ sẽ không cho phép phụ nữ bay vào vũ trụ. Đây là sự bất bình đẳng trắng trợn. Mọi chuyện vẫn sẽ không hề thay đổi trong nội bộ NASA cho đến tận năm 1981 khi Sally Ride bay vào vũ trụ và trở thành nữ phi hành gia người Mỹ đầu tiên kiêm người đồng tính đầu tiên bay vào vũ trụ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!